Anh em nhà sàn Tây Nguyên xin chào các bạn. Hôm nay là trời khá là nắng. Cũng may anh em nhà sàn có một giàn hoa xây mát che nắng. Hôm qua anh em nhà sàn làm về trụ đá màn áo. Hôm nay anh em nhà sàn hứa sẽ làm một cái video mời các bạn trải nghiệm một cái quả cầu đá ma não, quả cầu đàm từ đá ma não. Đây, thấy rồi, đây là quả cầu về đá ma não. Xem anh em sẽ lấy ra mời các bạn trải nghiệm. Trước mắt các bạn là quả cầu làm từ đá ma não. Đây là đá tự nhiên Việt Nam mình, không xử lý các bạn nhé, còn nguyên này, không xử lý. Đá ma não là đá của niềm vui. Các bạn muốn sở hữu quả cầu này để làm cho tinh thần mình thấy thoải mái, vui vẻ, tự tin. Tự tin thì các bạn hãy dùng quả cầu này, quả cầu để ở phòng khách, phòng ngủ, bàn làm việc sẽ một cảm giác gì đấy vui vẻ. Mỗi khi công việc cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng trong cuộc sống, các bạn hãy nhìn vào quả cầu này và quan sát, ngắm nó. Các đường vân nó không bị nhàm chán, không giống nhau và có một năng lượng cảm thấy mát mẻ, vui vẻ. Mình đang cầm quả ma não trên tay, quả cầu ma não cảm thấy rất là mát các bạn. Này là mát. Để mang quả cầu ra ánh nắng tự nhiên xem. Đã tự nhiên còn nguyên các vết các bạn này. Đây là vết tự nhiên của nó. Rất là đẹp. Các bạn cứ thích có nhiều người cách chơi, người thì đeo vòng cổ, đeo tay để anh em tìm những vòng đá ma não cho các bạn. Có người thích đeo vòng đeo tay để cho cơ thể khỏe mạnh, vui vẻ. Có người thì không thích đeo tay rườm rà. Nên họ đã lựa chọn dùng những quả cầu này để trên bàn làm việc. Nhất là những CEO, những người điều hành doanh nghiệp, họ sống đơn giản thì họ sẽ dùng những quả cầu đá ma não hoặc những quả cầu đá thanh để bàn làm việc. Chị em phụ nữ thì để phòng ngủ, trên phòng trang điểm, làm cho con người mình tươi trẻ. Đây là những quả cầu làm từ đá ma não. Quả cầu thì được lựa trong hơn, nhỏ. Video cũng khá dài, anh em sàn Tây Nguyên xin dừng tại đây.
Video sau như em sẽ nói về chủ đề đá thanh lại quen thuộc của anh em. Xin chào và hẹn gặp lại.